chúc cho em luôn ngay ở đây. Rồi, chào em. Rồi, được rồi. Cảm luôn. Ơn chị. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn. Được rồi, hai con mềm mềm đi đây này, từ từ nâng lượt. Từ từ mềm, dạ, cảm ơn mềm. Dạ, được không, từ từ. Mẹ đi ra đây mỏi chân quá, phải ngồi nghỉ đây mọi người nè. Nha. Yeah. Mẹ với hiện tại bây giờ mẹ ở với ai? Ở mỗi chắc hả? Mẹ ở trong nhà một chắc thôi. Chứ bữa trưa ba mẹ nấu cơm nấu nước gì ăn chưa? Nấu rồi đấy mà chưa ăn. Chưa ăn nè. Đang mẹ khóc. Dạ. Yeah. Dạ. Hai hàng à. Dạ. Yeah. Mày bỏ đây đi. Ơ bà xử không phải tí. Alo. Dạ mày chi bố có phiếu thay sắp hàng giúp cho em yeah. Vô tụi mình luôn. Dạ yeah, đừng lỡ bà con bà để cô ra cô có đôi lời cô cảm ơn với những nhà học tâm. Dạ. Yeah. Trước Tết thì nói chung là những nhà học tâm ở nước ngoài thì người ta xa quê hương, bây giờ người ta hướng về bà con trong cái nhật tết. Yeah. Mà lòng ít thì của ít lòng nhiều. Yeah. Nên chỉ mời cô để yeah. Có đôi lời phát biểu gửi gắm qua vợ chồng chủ Uyên với anh chủ Tiến. Mô Phật, cô còn xin đại diện cho quý ông mê ở Thấu Sinh Lộ, xã Lục Điền, huyện Phú Lộc. Thì cô là ở địa phương ở đây. Thì hôm nay là gần Tết đến cuối năm, cô cũng xin là hồi hướng công đức của vợ chồng chủ Uyên. Vợ chồng chủ Uyên. Chủ Tuyến. Vợ chủ Tuyến. Ở Mỹ. Ở Mỹ đã quan tâm mấy mê ở vùng thôn quê. Cô cũng cầu chúc cho gia đình chủ về là thím được nhiều sức khỏe. Đại diện quý ông mê. Thì ông mê cũng đầu năm cũng như cuối năm thì được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô. Yeah. Xin thưa vị quý bà con thì hôm nay được sự quan tâm của vợ chồng chủ Uyên về anh Tuyến ở Mỹ xa quê hương, nhưng mà hàng năm thì hướng về quê hương chúng ta, nhất là các mẹ già neo đơn thì gia đình của chủ Uyên với chủ Tuyến thì chẳng có chi nhiều mà để gửi đến chú bà con ôm mẹ người một món quà để về mua trà để uống Tết thì rất mong bà con chúng ta cũng nên thông cảm. Vâng, xin chân thành cảm ơn vợ chồng của anh Uyên với là anh Tuyến thì Mỹ, nhưng đến hôm nay được cũng trao một số qua về để chúng tôi xin đại diện để là gửi phát cho bà con ở đây. Xin chân thành cảm ơn thay mặt cho toàn bộ bà con ở đây thì có gửi lời thăm vợ chồng anh Uyên với anh Tuyến thì chúc toàn bộ gia đình của anh và anh Tuyến ra năm mới được sức khỏe dồi dào, an lạc và thân tâm an lạc, hạnh phúc. Yeah. Chứ xin quý mẹ thôi chứ mẹ mới đi được lấy đưa phiếu. Đó. Bên chị đi ra này chúc cho em luôn ngay ở đây. Rồi. Chào em. Rồi. Dạ, cảm luôn. Ơn chị. Dạ. Dạ. Dạ, gửi ông. Dạ. Rồi, gửi mẹ. Gửi mẹ đi ra luôn. Dạ, trước mi chúc các con. Dạ, rồi, 2 phiếu. Rồi, 2 phiếu. Rồi, rồi, rồi. 1 phiếu. Dạ, mẹ đi con. Dạ, rồi, dạ, rồi. Con cảm ơn ông. Dạ, rồi, dạ, rồi. Hai con mẹ ní đây này, từ từ nâng lượt. Từ từ mẹ, dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, được con, từ từ. Dạ, đây, rồi. Dạ, dạ, lấy luôn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con đừng lo tiếng con. Rồi. Uống uống này, uống cho con. Rồi. 2 phiếu. Đây mấy đứa nhỏ là 2 phiếu rồi. Thấy dặn cho mẹ mẹ già đây, cho mẹ già đau ốm đi không được nên kia cho mấy đứa nhỏ đi. Dạ. Đi thay. Xin gửi dạ. Dạ. Xin gửi chị. Dạ. Xin gửi chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ, đây xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, lần ta chị uống Tết. Dạ. Long rồi, đây dặn nhầm cho 2 mẹ đi không được, 2 mẹ già này đây. Rồi, cảm ơn em. Chà, con nắng hơi nắng chút xíu. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn mẹ. Dạ rồi, dạ rồi, dặn nhầm cho mẹ đây. Dạ rồi, cảm ơn. Có nhiều mẹ là già cả đi không được nên kia là rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nhưng 2 mẹ đi không được ấy. Dạ. Mẹ
này. Sau là phiếu. 40 xuất hả? Rồi cho mẹ. 40 xuất hả? 2, 3, 4, để con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 xuất. 4 về 3, về 37, 37, 3 là 40. 40 đùa. Chứ hồi gửi lại cho cô chứ chứ nắng. Dạ. Anh nhờ cô phát giúp hả? Cô đặt cái nắng. Dạ. Nắng dữ, nắng tốt. Lúc này thì nhóm thiện nguyện thì có chị dẫn với mấy anh chị em trong đoàn đã phát gần như là hoàn thành các cái suất quà. Thì bây giờ còn lại còn là mấy suất? Còn là 7 suất. 7 suất thì giờ giờ mê đang đi, mê đang ra đi chưa tới. Chưa tới có gì nhờ cô hả? Con ơi, con gửi lại cô ơi. Có gì nhờ cô, con gửi nhầm. Con nhân xong hết chưa? Dạ con, dạ con một số. Mua đây hồi thời, đây con bán cái hàng bán. Không 50 6 100. Con thì cái này là của thím cũng như của một triệu này. Với lại thím mẹ có mua bì dầu về đồ của bà 5 ngàn. Thì giờ có muốn đánh thôi, con chợ đi cực á. Là 1 triệu rưỡi là cả thím liêu. Dạ cô có phiếu mà do bằng việc đi bị muộn cho nên là cô nhận giúp con một phần. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn con. Dạ cho ông mẹ hả? Dạ rồi, cho nhận cái phiếu, nhận một suất giùm em. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Cái suất cuối cùng mẹ ăn cơm chưa? Cơm chưa mẹ? Dạ thôi con gửi mẹ để nhà mua ta uống cái Tết. Dạ mẹ đi sau mẹ đi ra cả đi chưa tới. Dạ rồi mẹ đau lưng mẹ. Dạ rồi mẹ đi về cả nắng ấy, mẹ về mua ta uống. Ôi nhà mẹ rồi cô ơi. Dạ chào mẹ, lấy hết cái chỗ nào. Dạ và đây là mẹ là suất cuối cùng á. Dạ cô nó có cổng riêng bằng 300 cho cô nữa, cô chia sẻ bớt nè. Cô cái giá mà sao bê nữa mà không lo thì gửi đi cổng riêng rồi. Mẹ đi ra đây mỏi chân quá phải ngồi nghỉ đây mọi người nè. Nha yeah. Mẹ với hiện tại bây giờ mẹ ở với ai? Ở mỗi chắc hả? Mẹ ở trong nhà một chắc thôi. Chứ bữa trưa ba mẹ nấu cơm nấu nước gì ăn chưa? Nấu rồi đấy mà chưa ăn. Chưa ăn nè. Dạ. Mẹ tội cho mọi người này, mẹ nhận quà xong đi ra mẹ đi không nổi, mẹ ngồi mẹ tủi thân. Dạ hoàn cảnh đang mẹ, hoàn cảnh mẹ đang. Mẹ có thể kể cho quý nhà hảo tâm bà con ở xa biết cái hoàn cảnh của mẹ được không? Chắc là nhà đường hư hết. Nhà cửa hư hết à? Dạ. Nhà dột không? Có dột mưa đâu, có dột không? Dạ dột. Mưa dột à? Ướt à? Mà mùa lụt đó có ngập không? Mùa lụt đó thì ít. Ít ngập nhưng mà là về trên là bị dột. Bị dột. Dạ. Mẹ tội như này. Chứ ở trên là ngói là hư hay là tôn? Mẹ là ngói hay là tôn? Tôn. Tôn. Yeah. Chứ giá cái bằng trụ khi cả bằng dột hết. Dạ. Yeah. Là lập tôn mà cái thanh gỗ trên là thanh gỗ hay sắt? Đồ gỗ hả? Mang mục ra hả? Mà mưa xuống là cứ dột với lạnh ướt hết. Lại tháo lại đồ mà bày tấm ba nữa luôn. Biết không rắn chứ. Cái gái được mà cực cực bó khổ cả mà có gia đình hết rồi.
uống cỏ, ăn cỏ cho nên đó. Dạ, cũng cực hả? Bà uống cỏ, bà giúp dừng cho má bê. Ừ, cực nè. Chạc nó chỉ để cho cả tim á. Dạ. Mà coi mưa ông vợ này bằng tuổi hết. Mẹ tuổi. Có mẹ nghỉ tiếp mày về mẹ hả? Dạ. Dạ. Con đau lưng quá đứng không nổi luôn hả? Ừ. Đi đi mừng thủng thủng cho nó. Dạ. Đi có nhà về đấy nghỉ ít ở ba bốn giờ. Dạ. Mới chưa đi lên ăn cơm là muộn rồi đó mẹ. Dạ. Ăn cơm là cũng đã đói. Dạ, không biết đói luôn hả? Không. Dạ. Thì bà con của bác anh chị thì sau khi nhóm thiện nguyện đã phát xong 40 suất quà cho bà con thì mình cũng xin cảm ơn quý của bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn anh chị Uyên đã hỗ trợ phát những phần quà cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Bye tất cả mọi người nhé.